Thầy về rồi hả? Em nghe nói tối nay thầy bận. Thầy đã ăn tối chưa? Hôm nay mẹ Hà nấu nhiều món ăn ngon lắm. Em ăn không biết ngừng luôn á. Ngon đến thế cơ à? Ừ, có cả món tủ của thầy là nem tôm nõn nữa đó. Công nhận thầy sành ăn thật. Em thích ngay món đấy luôn. Không thể nào. Không có tôi thì bác ấy không bao giờ làm món đó cả. Tôi ăn là chính mà. Bác làm cho em mà. Em cũng thích mê nên ăn hết luôn á. Em cũng tính để phần cho thầy, nhưng Hà nói thầy ăn rồi nên em để cho thầy trái này vậy nha. Cherry à? Ừ. Có một số nơi nói rằng tên của nó bắt nguồn từ cherry, nghĩa là yêu thương. Em có biết không? Tôi cũng đã từng dịch nghĩa bài hát mà em từng hát. Đó là: không có gì thay đổi tình yêu em dành cho anh. Đúng chứ? Có thật là nó sẽ không thay đổi không? Dù tôi nói rằng tôi chỉ quan tâm đến em vì em giống một người mà tôi yêu quý. Anh Minh ơi, anh ở đâu mà không khóa cổng thế? Và tôi đã có hôn ước với người đó. Đó là Hà, người bạn quan trọng nhất của em. Em không biết sao? Hãy cứ để Thư đi. Tất cả là tại anh. Tại sao anh lại nói chuyện hôn ước của chúng ta? Anh chỉ nói sự thật thôi. Chuyện đó đã được gia đình anh và gia đình em công nhận. Anh biết rõ đó không phải là sự thật. Anh đâu hề có tình cảm với em. Tại sao đó có thể là sự thật chứ? Hãy xem như đó là vì Thư. Tuy hơi tàn nhẫn, nhưng thả như vậy còn hơn cứ để cô ấy ôm ấp tình cảm trong vô vọng. Chẳng lẽ anh không có một chút tình cảm nào với Thư sao? Tất nhiên là không. Nói dối. Với cá tính của anh, nếu như không có tình cảm, anh sẽ không quan tâm, để cho cô ấy tự hiểu ra và bỏ cuộc. Nhưng anh lại cố tình làm tổn thương và lảng tránh Thư, bởi vì anh sợ chính mình cũng không thể cầm lòng, đúng không? Giải thích, tôi xin Thư đấy. Thư còn nhớ tôi từng nói Thư rất giống một người quen của tôi không? Đó là chị gái song sinh của tôi, Ngân Bình. Chị song sinh? Sao tôi không nghe Hà và mọi người nhắc đến? Chị ấy đã qua đời vì đỡ đạn cho anh Minh. Một sự cố đã xảy ra. Bọn tội phạm mà anh Minh điều tra đã biết được thân phận thật của anh ấy, và bọn chúng đã trả thù. Tôi đã suy sụp rất nhiều. Chúng tôi giống như hai nửa không thể tách rời. Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày
chị ấy sẽ rời xa tôi mãi mãi. Chỉ còn lại mình tôi trong cuộc đời này. Nhưng anh Minh còn đau khổ hơn tôi rất nhiều. Phải chứng kiến người yêu chết vì mình thì còn gì đau khổ dằn vặt hơn. Anh ấy đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí không thể làm điều tra viên được nữa. Bố tôi đã muốn anh Minh chăm sóc tôi như một sự bù đắp. Sự thật là như vậy. Một hôn ước không có chút ý nghĩa nào nên tôi mới không nói, chứ tôi không có ý định giấu Thư. Tôi rất tiếc về chuyện đã xảy ra, nhưng đó không phải là lý do mà tôi giận Hà. Có lẽ người thầy yêu không phải là cậu, nhưng còn cậu, tình cảm của cậu dành cho thầy là gì? Cậu cũng có tình cảm dành cho thầy, đúng không? Tôi... Đó là điều tôi không thể nào chấp nhận ở Hà. Hà coi trọng tình cảm của tôi, còn bản thân mình lại không. Hà nhường tôi chỉ vì chúng ta là bạn sao? Tôi không tốt đẹp như vậy đâu. Đúng, tôi đã có tình cảm với anh ấy từ rất lâu rồi. Nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ được đáp lại, nên tôi đã từ bỏ. Vậy thôi. Mọi người đều nghĩ rằng anh Minh thay đổi vì cái chết của chị Ngân Bình, nhưng tôi biết thực ra đó là vì những lời cuối cùng của chị ấy. Lời cuối cùng? Tôi không biết chính xác là gì, nhưng chính vì nó mà anh ấy khép lòng với tất cả mọi người, kể cả gia đình, bạn bè và tôi. Thứ giống chị tôi đến kỳ lạ, không phải ở ngoại hình mà là ở đây. Nhưng thầy luôn tỏ ra khó chịu và không chấp nhận tôi. Điều đó chứng tỏ Thư rất đặc biệt. Nếu như với những cô gái khác, anh ấy đều lạnh lùng, dửng dưng để cho đối phương nản lòng từ bỏ, còn Thư, có lẽ anh ấy sợ rằng nếu cứ để như vậy, anh ấy sẽ mở lòng phản bội chị Ngân Bình nên tỏ ra gay gắt. Hà nói thật sao? Câu hỏi đó chỉ có anh Minh mới biết. Nhưng tôi thực sự tin rằng Thư có khả năng giúp được anh ấy cởi bỏ tất cả ám ảnh trong quá khứ. Còn tôi, tình cảm của tôi dành cho anh Minh thực sự đã chấm dứt vào cái ngày chị tôi qua đời. Tôi sẽ không đánh đổi một người anh, một người bạn vì nó đâu. Xin lỗi hả? Nhờ có Thư mà tôi mới có thể quyết định dứt khoát được tình cảm của mình. Tôi phải cảm ơn Thư mới đúng. Mặc kệ cho anh ấy nói gì, Thư đừng bỏ cuộc nhé. Hãy cố gắng cho cả phần của tôi và chị tôi nữa. Chắc Hà đã nói chuyện với em. Vâng, thưa thầy. Tôi không rõ hai em đã nói chuyện gì, nhưng hy vọng là em hiểu. Tôi đối tốt với em chỉ vì em giống Ngân Bình thôi. Em biết, và em thấy mình may mắn. Nếu em không giống chị ấy, chắc chị đã được thầy chú ý và quan tâm. Vậy nên dù chỉ là thế thân, em cũng rất hạnh phúc. Em... Nhưng em cũng hiểu nỗi khổ tâm của thầy. Em quyết định sẽ không làm thầy khó xử, ít ra cho đến lúc bắt được hung thủ sát hại chị Bình.
em có làm gì cũng vô ích thôi. Em tin là không. Thầy đã hiểu được ý nghĩa của bài hát rồi mà. Không có gì thay thế được tình yêu em dành cho anh.